Nhà mình hết chanh, ô mình tơi đấy cũng ngon này, rau cần đấy cũng nhiều, nãy mình mua kia tưởng không có. Chị ơi chanh đây này, à, mua ít cái lấm đấy chị ạ. Cái lấm này bán cho ít lấm này, lấm này ăn đầu ngon, lấm này ăn cái đầu cái lấm đã gì đây, bán cho ít lấm này, lấm tính đi, lấm đầu 5 đây lấy ít lắm rồi cho em. Nhìn thích nhỉ, đủ các loại. Nhà mình còn ớt không chị? Còn ớt hả? Ừ. Đó. Chẳng mua gì nữa nhỉ? Về uống vừa hơn là lợ chứ uống nước má, chứ gọi nước má thì uống bỏ nước má thì uống, nước má tốt hơn. Chỉ uống nước má tốt hơn. Trái cây đã đủ loại trái cây. Ôi dồi ôi, bồng đường nhìn đã chưa, rất trái cây thế này.
cái này cũng của Việt Nam nhà mình hay hay là nhập Trung Quốc hay nhỉ, chứ làm gì có. Cái tùy loại, của Mỹ hay là của Hàn Quốc. À. Thế là thấy cái lẩu cái là mua ở đâu? Ở chỗ gần nhà mình. Mua gì đâu, rau có đi lượn vào ngó thôi, ừ. Cái thì mua xem bờ em nó có bề bề là cái gì ăn kiểu gà đứng vừa là ngon hoàn toàn, thích gì có đấy, cho gì ra đấy thì ngó cái thôi, nhà thì muốn này trong không ấy đi chốc chút trời con đi mai ăn lẩu. Ý con nói con chở thì ra cái chỗ mà chuyên mua hàng, nhưng mà cua gặt là bè bè hay cái gì thì muốn là có. Ừ. Mà ăn ở, nó ở đây đấy. Ở đâu? Ngày xưa con bán hàng mà người ta đã mối cho con mà. Ừ, ở đây à, gần đây à? Đây con chở thì ra đấy. Để coi ba cái đồ đấy thì một thời gian bác Bích có cứ mua gửi lên cho cái thằng què cái kia. Què là Bích để bớt con thằng què là. Cháy cháy. Đi xe đi chứ. À, mua hàng đi. Chưa thét tao lao rồi. Ai mua hàng đây? Đấy. Hôm nay ông Tinh ơi, ông này được ông Tinh mố đi về bán hàng. Đấy. Đấy con gọi người con bảo mua hàng đi, mua hàng bán lại cho chị. Con bầu. Oh, it's Friday. Here not a pal, here is a kino. It's a kino, right? It's not a pal. That's mean it's a 2 pal at 1 kino. Đấy. Xoài này. Xoài to đấy. Ông hỏi em bao tiền vào đấy. 1 ký. Đủ thứ. Cái ổi kia mà có 20.000 một ký à? Dễ anh nhỉ. Không nhận là nhìn nó ngon. Sữa thì 50.000. Đây cái này cũng là bú sữa à? Ồ đây à. Quả gì vậy chị? Uống sữa tím. Cái đó nó hàng nó xuất khẩu sang nước ngoài nhiều lắm. Đây thì không có những cái trái đấy, không có. Nó trong nó nhập qua mấy nước. Mấy nước ấy thôi. Là trái cây. Đây là chợ. Chợ thuyền giống đây chợ phường 10 nhỉ? Có chợ chợ phường 9 ấy nó chợ phường 9 nó toàn những cái cá cá nó bán. Cái này đấy. Đấy. À, cái gì bà kêu là xong là đi ra mua hàng đi. Đây 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 ra bán cho cô này con này. Đây ba cô mua hàng đi đây này được rồi chị. You get it, so one customer already see. Đấy mua hàng đi bán cho chị nhãn này. Đây đi. Thái ơi. Thái. Hỏi chú ăn quả gì không? No, it's fried. Mua hộ cho người ta. Gần chị ít apple.
mua vào có nguyên thùng ba mấy nè. À thế à, em cứ lựa. Em cứ lựa có 5 kg. Đây toàn trái cây. Cái nhãn này là vừa rong mà bán cho người ta 3 tiền 1 kg. À, chị kiểu như là chị lấy hàng ấy thì là lấy chị 40 bán rẻ ra là 45. Chị đi của mối thiếu chị ra chị lấy thì mình chỉ lấy vố chị thôi. Ờ. Mình thiếu mình vào mình lấy chị lấy vốn mình như vậy á. À là bà ấy có người đặt hàng nhưng mà bà không đủ đủ quá để cây cây nhưng mà chị bán chị thiếu hàng ấy chị ra chị lấy. Đây. À. Đại ca lên nón này. À đại ca lên nón này. Ờ thế đi về. Đây nó đang đứng mua hàng đi kìa. Đây 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 có one customer kìa. No, it's not because of me, so. À. Nó đang bảo anh Chiến mua hàng đi kìa. Đây chỉ mua người thôi. You know him, that's all. Okay. Mực đá trên to. Cá rồi. Đây là bánh ở sông kia. Lên. Bánh ở sông lên. Sông lên. Đây là giống như là đánh ở lưới ở. À dạ. Người lấy gì? Tiện lợi dễ trời. Bảo cây dài hoài. Cái này chắc là ngon hơn là người ta nuôi đúng không? Không hàng thì không nuôi được đâu chị. Đây là cá. Mua mực xong rồi người ta đang làm cho. Buổi sáng là rất là đông nhộn nhịp, đông người, đông vui ở Việt Nam mình đấy, không khí buổi sáng rất là thích. Đó. Có phải công viên này? Công viên hay công đông? Đông vui. Mấy ngày nay còn chưa bán cái này chị này. Biển đấy, thật là về còn chưa bỏ đồ ra mà chị. Chợ truyền thống. Chị ơi đừng có đánh bày. Nói là đánh bày dùng đừng cứ cãi chị. Đâu cái chị này cũng không phải. Cứ cày vậy. Đấy là người ta con nhà mình ăn tao có chị con ăn không à? Không phải cái mày đi chiến ra nó chơi. Thôi em cứ xài bày cho chị. Trẻ con ăn mà. Người lớn đâu, người lớn ăn giòn giòn chấm trẻ con cái mày chiên lên là nó ăn nó mắc họng chết à. Bày chị biết không cái mày đi mà chiên lên là bắt đầu bóng đi nó phải đi ra này. Cái thịt nó ngon. Nó con chị đánh đi nó về là cái thịt nó sạch đó. Biết rồi chị có thấy cái cá này là người ta đánh được biển lên đúng không? Nhà chị dân bán cá mà. Có gì gì ấy à? Dặn lấy giờ sao? Này, chính là những cái cá này ở sông thì nó lên ngon, không phải nuôi. Cá đấy phải nấu chứ. Thấy sáng nay hỏi cơm trong trả trả lời tính nào? Chị ơi, cân cho cái con cá là to như anh gì đấy, như anh vậy đó. Mà cái bất công gì vậy? Hôm nay làm nhanh được không phải? Sông. Đâu về đây anh bao nhiêu tiền đấy vậy? Em ơi, cho mấy con này nữa luôn. 20.000 một lợn, bây giờ trứng chị. Hả? Bây giờ trứng con nào trứng? Ý là chặt cái đống về bao nhiêu tiền quý? 20.000 một lợn chị. Hai đứa hàng chị. Bỏ bên này lột được không? Bỏ bên. Không biết ta mua về bên. Ôi, tôm này lột, làm sao mà lột được? Hay thôi rút đầu rút đuôi tối sang chiều con này nó đổ. Lấy một ký thế. Cái này bao nhiêu vậy?
ra đúng vừa hàng ngon hoàn toàn. Thích gì có đấy, cho gì ra đấy thì ngó cái thôi. Là thì muốn này trong không 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 ấy đi chấp cho trời con đi mai ăn lẩu. Ý con nói con chở ra cái chỗ mà chuyên mua hàng nhưng mà cua gặt là bè bè hay cái gì thì muốn là có. Ừ. Ở đây đấy. Ở đâu? Ngày xưa con bán hàng người ta trả mối cho con mà. Ừ, ở đây à, gần đây à? Đây con chở ra đây. Để coi ba cái đồ đấy thì một thời gian bác Bích có cứ mua gửi lên cho cái thằng què trên kia. Què là Bích đây có cái thằng què là.